Suy niệm tin mừng Chúa Nhật Ba mùa chay 5B. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Gần đến lễ vượt qua của người Do Thái, Đức Giêsu lên thành Jerusalem. Người thấy trong đền thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu và những người đang ngồi đổi tiền. Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả chiên cũng như bò ra khỏi đền thờ. Còn tiền của những người đổi bạc, người đổ tung ra và lật nhào bàn ghế của họ. Người nói với những kẻ bán bồ câu: "Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà cha tôi thành nơi buôn bán." Các môn đệ của người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh: "Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa mà tôi đây sẽ phải thiệt thân." Người Do Thái hỏi Đức Giêsu: "Ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế?" Đức Giêsu đáp: "Các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nổi ba ngày tôi sẽ xây dựng lại." Người Do Thái nói: "Đền thờ này phải mất 46 năm mới xây xong. Thế mà nội trong 3 ngày ông xây lại được sao?" Nhưng đền thờ Đức Giêsu muốn nói ở đây là chính thân thể người. Vậy khi người từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại người đã nói điều đó. Họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giêsu đã nói. Trong lúc Đức Giêsu ở Jerusalem vào dịp lễ vượt qua, có nhiều kẻ tin vào danh người bởi đã chứng kiến các dấu lạ người làm. Nhưng chính Đức Giêsu không tin họ, vì người biết họ hết thảy và không cần ai làm chứng về con người. Quả thật, chính người biết có gì trong lòng con người. Tâm thế thờ phượng mới. Tin mừng Chúa Nhật Ba mùa chay dẫn chúng ta đến đền thờ Jerusalem để chứng kiến việc Chúa Giêsu thanh tẩy đền thờ. Và đó cũng là hình ảnh đẹp trong mùa chay, dẫn mọi Kitô hữu đến với cuộc thanh tẩy vượt qua mà Chúa Giêsu đã thực hiện để xóa bỏ sự nhơ nhớp cũng như quyền lực đen tối của sự giữ bao trùm nhân loại từ thuở khai thiên lập địa. Trên chặng đường tiến lên Jerusalem trong mùa chay, mùa của hoán cải và thanh tẩy, bài tin mừng mời gọi chúng ta để cho Chúa Giêsu dọn dẹp lòng mình, cất bỏ đi những vướng víu trần tục, để tự do gắn bó với những điều vĩnh cửu trong một tâm thế thờ phượng mới. Đối với người Do Thái, đền thờ Jerusalem là trung tâm điểm của toàn bộ đời sống con người. Bởi lẽ, đền thờ là nơi thánh thiêng, nơi Thiên Chúa ngự giữa dân người, là nơi con người cầu nguyện và tôn thờ Thiên Chúa. Đền thờ cũng là nơi con người gặp gỡ và nối kết với nhau. Những người Do Thái tản mát khắp thế giới, dầu sống ở xứ nào, họ vẫn luôn ước mơ và hy vọng được dự lễ vượt qua tại Jerusalem ít nhất là một lần trong đời. Trong dịp này, Chúa Giêsu cùng đi dự lễ vượt qua với các môn đệ. Tuy nhiên, tin mừng Thánh Gioan cho biết, khi Chúa Giêsu lên thành Jerusalem để dự lễ vượt qua của người Do Thái, người chứng kiến cảnh tượng đền thờ đã bị tục hóa. Khung cảnh đền thờ đáng lẽ ra phải là nơi yên tĩnh, thánh thiêng, thế mà nay lại ồn ào huyên náo, mua bán đổi chác, tranh giành, cãi cọ, đôi co như là một cái chợ buôn bán sầm uất. Chúa Giêsu thất vọng biết bao trong tiếng than thở: "Nhà cha ta đã thành nơi buôn bán, hang trộm cướp và sào huyệt của quân bất lương." Người thấy một cái chợ và phiên chợ thường niên thay vì đền thờ và sự thờ phượng thường hằng trong nhà cha của người. Người thấy một nền phùng tử giả dối, che giấu bất công, tiếp tay cho sự bất chính khi các nhà lãnh đạo tôn giáo nghiễm nhiên bóc lột dân chúng, gia tăng sự man trá béo bở trong việc buôn thần bán thánh,
nâng cao hệ thống đổi trác tiền tệ làm lợi nhuận cho đền thờ. Như vậy, đền thờ phường này đã biến Thiên Chúa thành một ông chủ có khuôn mặt méo mó, bất công, sẵn sàng bóc lột hoa lợi và xương máu của người nghèo. Không thể chấp nhận cảnh tượng đau lòng ấy, Chúa Giê-xu đã ra tay xua đuổi tất cả những người buôn bán ra khỏi đền thờ, hất tung tiền bạc và lật nhào bàn ghế của họ. Đứng trước những hành động mạnh bạo của Chúa Giê-xu, các nhà lãnh đạo tôn giáo và những ai liên hệ vốn đã có thái độ thù địch với người lại càng thù ghét người hơn. Họ đòi dấu lạ để chứng tỏ tại sao người có quyền làm như thế. Chúa Giê-xu trả lời gần như thách thức họ: các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội ba ngày tôi sẽ xây dựng lại. Đền thờ đích thực mà Chúa Giê-xu muốn nói là chính thân thể phục sinh của người. Chính nơi đền thờ này, Thiên Chúa đã thi thố tất cả quyền năng cứu độ nhân loại. Cũng chính nơi đền thờ này, sự thờ phượng đích thực mới được dâng lên Thiên Chúa. Hành vi lật đổ bàn ghế của Chúa Giê-xu là biểu tượng của việc người lật đổ những quan niệm về đền thờ và cách thực hành tôn giáo hình thức trong Do Thái giáo. Người mang đến cho con người mặc khải mới mẻ về đền thờ và cách thức thờ phượng Thiên Chúa. Lòng đạo đức này không được đo lường bằng sức nặng của con vật và số lượng tiền bạc. Sự thờ phượng đích thực nay được chuyển dịch từ đền thờ Jerusalem đến thân thể của Đấng Phục Sinh, từ hình ảnh đến thực tại, từ bên ngoài vào bên trong, từ bề mặt đến nội tâm, từ sự vù luật đến lòng yêu mến chân thành, từ những lời tuyên xưng nơi môi miệng đến những hành vi tuyên tín vững chắc bằng nghĩa cử bác ái yêu thương. Thiên Chúa phải được thờ phượng bằng thiền tâm của con người. Hội thánh là nhà của Thiên Chúa, là đền thánh. Mọi nhà thờ, nhà nguyện đều là nhà của Thiên Chúa. Mỗi tín hữu cũng là đền thờ của Thiên Chúa, và thân thể chúng ta là đền thờ của Thánh Thần. Chúa Giê-xu mong muốn tất cả các đền thờ ấy phải thật sự là nơi thờ phượng Thiên Chúa trong thần khí và sự thật, là nơi để con người gặp gỡ Thiên Chúa là Cha. Cách riêng, tâm hồn con người là cung thánh của Thiên Chúa. Toàn bộ con người và đời sống chúng ta đều thuộc về Thiên Chúa, là nơi Thiên Chúa cư ngụ. Vì thế, mỗi người được mời gọi phải biết gìn giữ cho tâm hồn mình thành nơi thánh thiêng và trong sáng. Nếu khi xưa Chúa Giê-xu đã nổi giận vì đền thờ Jerusalem bị tục hóa và không thể chấp nhận việc nhà của Cha người trở thành cái chợ, thì ngày hôm nay Chúa cũng khóc và nổi giận khi đền thờ là tâm hồn chúng ta bị ô uế bởi tội lỗi, bị xáo trộn, rối bời và hỗn loạn. Thái độ của Chúa Giê-xu hôm nay là thái độ quyết liệt, không nhường bộ: hãy đem tất cả những thứ này ra khỏi đây. Phải chăng qua lời này, Chúa cũng đòi ta phải cương quyết triệt hạ cho bằng được mọi ngổn ngang, bừa bãi và tiêu cực nơi tâm hồn ta? Ngài không chấp nhận một thái độ nước đôi, cải lương và ngả theo chiều gió. Không thể là con cái Thiên Chúa khi chúng ta vẫn còn muốn làm nô lệ cho thế gian, hoặc trở thành kẻ hai lòng, vừa muốn dâng hiến cho Thiên Chúa lại vừa muốn sở hữu những thú vui lợi lộc ở đời. Lạy Chúa Giê-xu, từ khi lãnh nhận bí tích rửa tội, tâm hồn con đã trở nên đền thờ cho Chúa ngự trị. Thế nhưng, khi bước sâu vào vòng xoáy thế gian, con đã để cho đền thờ tâm hồn mình trở nên hỗn tạp, mất đi vẻ nguyên khiết thuở ban đầu. Hôm nay đây, lời hiệu triệu của mùa chay thánh đang mời gọi con: hãy kiến thiết, trùng tu ngôi đền thờ tâm hồn mình bằng chuỗi vật liệu thánh đức, nhiệm màu, cầu nguyện,
ăn chay và bác ái. Lạy Chúa, giờ này đây, con mời Chúa đến ở nhà của Chúa trong con. Nếu chỗ nào còn nhơ uế hôi tanh, xin Chúa cùng con dọn dẹp sạch sẽ. Xin Chúa lật đổ và hất tung các thần tượng đen tối trong con. Xin Chúa bước vào cõi lòng con bằng lòng thương xót, để bằng máu và nước tuôn trào từ thánh tâm Chúa, tất cả đều được đổi mới trong con. Amen.